Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một thanh niên 17 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, bị vỡ đại tràng gốc gan do bơm hơi vào hậu môn. Đến ngày 20 tháng 8, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong tuần tới. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chướng bụng, đau dữ dội, choáng váng. Bệnh nhân cho biết, trong lúc làm việc tại một gara ô tô, người bạn làm chung đã đùa giỡn, lấy bơm hơi ô tô, bơm vào hậu môn khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Tiến hành siêu âm, kiểm tra ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đầy hơi và chảy nhiều máu trong ổ bụng, nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ đại tràng và rách 17 chỗ khác dọc theo đại trực tràng. Bác sĩ Phan Văn Phong, trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp tổn thương nặng vì nguyên nhân nói trên. May mắn bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, nếu để lâu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chơi những trò nghịch dại như trên vì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng sau này.